Sau đây mình xin phép được quay chi tiết về những công đoạn dọn xe ở bên mình. Và đây là sản phẩm sau khi đã được hoàn thiện trong quá trình từ 7 đến 10 ngày dọn một chiếc xe SH Ý. Ở chiếc xe này dọn cầu kỳ nhất từ trước đến giờ với cả dòng 2008 màu cà phê. Đấy, thì mình sẽ phân tích cho các bạn và nói ra vấn đề cầu kỳ ở đây. Tất cả bộ phận bên trong thì 90% là phụ tùng bên mình đã thay thế và sửa chữa cho khách hàng. Cả lỗi, những cái lỗi nặng như là lỗi turbo có đề này, có đổ thì bên mình đã sửa chữa lại hết cho khách hàng. Và hệ thống côn nồi, hệ thống đường lốc mát cũng đã làm lại hết. Tổng quan mà nói thì về ngoài chiếc xe này thì mình đã về zin cho khách hàng và đạt tầm 99%. Các bạn lưu ý là dòng xe Tayga SH Ý đời 2008 màu cà phê ấy, thì đây là những cái màu zin bên mình đã bán đúng màu zin của đời xe. Tất cả dàn nhựa bên ngoài được sơn si lại tại xưởng 2 nhà mình. Từ dàn nhựa nhám này, dàn nhựa nhám đây là màu zin của dàn nhựa nhám này. Và thứ hai là dàn nhựa bóng, các bạn nhìn. Còn dàn chân của SH Ý đời 2008 các bạn lưu ý giúp mình đó là màu xi măng nhạt nhé. Thì màu xi măng nhạt đây, màu vành xi măng nhạt. Đây là sản phẩm sơn chính điện tại nhà mình bảo hành cho các bạn trong vòng 3 năm. Tất cả sơn xe màu sơn hay là màu vành các thứ là bên mình bảo hành cho khách hàng trong vòng 3 năm. Cái bong chóc là các bạn có thể qua bảo hành miễn phí tại các xưởng nhà mình. Về dàn lốp thì bên mình đã thay cho khách hàng lốp Champion của Thái Lan. Đây là mẫu lốp mà giá cực kỳ bình dân và thứ hai là nó hợp cho dòng xe Tayga SH Ý. Thì các bạn biết tại sao? Tại vì cái vân này giống hệt như là vân của D451 thằng Slovakia. Hệ thống dàn đèn trên xe thì bên mình đã thay toàn bộ luôn những mặt kính pha này. Đây là mặt kính pha mới này, mặt xi nhan mới này, xi nhan hai bên mới này, dàn xi nhan sau này. Cái này mình thay hàng tháo xe, còn tất cả những cái này đồ mới cứng này. Hai cái này hàng mới cứng. Vì khách hàng là người kỹ tính mà bên mình làm cố hết sức cho khách hàng luôn. Thì các bạn nhìn này, cả một cái cục máy bên mình đã điện hóa lại làm sáng như thế này, đẹp như thế này. Đây là công nghệ điện hóa. Không phải là công nghệ tẩy nữa mà nhé, đây là công nghệ điện hóa. Ốc nhái này làm sáng trưng, giảm sóc cũng làm mới. Những chi tiết đắt tiền trên xe thì khách hàng cũng chịu chơi luôn. Ví dụ như mặt kính đồng hồ, cái mặt này nó rất là đắt tiền các bạn nhé. Đây này, hơn 1 triệu một cái mặt kính này này, khách hàng chịu chơi là lên hết. Đó. Các bạn nhu cầu về tân trang dọn mới là đẹp xe thì có thể liên hệ hotline 0329607777. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn, tư vấn từ A đến Z tất cả các hạng mục làm xe. Hoặc có thể qua trực tiếp xưởng 1 109 Trường Chinh, xưởng 2 90 và 92C đường Hải Việt Tấn. Chào tạm biệt tất cả anh em và hẹn anh em vào những buổi review về dọn xe tiếp theo.